quay về bên trái này, ánh mắt sang này, kéo tay này này, rồi đây cứ làm chậm nhá, chưa có được, nâng tay trái đây này, tiến lên này, ba, nhưng mà quay ở chỗ này khó nhìn, tiến đi, bốn, ánh mắt qua nào, nhiều nhưng mà, năm, sáu, đúng không? Kéo cái sau lên này, lật, kinh kinh, bảy, biến đấm, tám, lật sau 180 độ, rút tay phải lên đó này, ép tổ hợp sang ba này, quay phải, hạ đặt tay phải 11, 12, ghép tổ hợp 1 là 5, 6, tổ hợp là 11, 12. Tiến cho sau đây này, kéo cho sau nhá, kéo cho sau này, lật lại. Quận mà, đá này, hạ đây, hạ xuống này. Vâng, thu trên này lên đá này, giật về nhá, nhớ này, giật gối này về này. Hạ xuống, duỗi cái tay này ra này. Đấm. Đó, nó trình tượng như thế. Không một tí các bạn cứ như thế này, chặt mỗi tay này đấy. Tay này là, này không được thu về sớm. Khi tay này chưa ra thì tay này vẫn ở ngoài. Đang thủ này. Đây rồi. Quay phải 90 độ. Quay phải nhá. Lưỡi chân trái lên. Quay người 180 độ, tay vẫn ở dưới này, từ từ đưa lên, sau đó thu chân về, nghiêm, chào, kết thúc bài. Được chưa?